Hai lô liền kề với diện tích ngang 5 x 30 mỗi lô nha quý vị. Và ngay ngày hôm nay, gần ngay là trung tâm văn hóa thể dục thể thao trường mầm non Sơn Ca và sân vận động BKMX, trung tâm của BKMX luôn như vậy. Đây là khu trung tâm của BKMX giai đoạn 1. Và ngay ngày hôm nay hai lô liền kề gửi tới cả nhà chúng ta, hai lô liền kề giá cực rẻ nha quý vị, giá cực rẻ. Chỉ 620 triệu quý vị ơi. Chủ hạ giá chỉ còn 620 triệu. Và xin mời cả nhà chúng ta cùng vào thực tế vị trí đó, là chúng ta cùng chạy từ trung tâm văn hóa thể dục thể thao, từ trường mầm non Sơn Ca và từ sân vận động này, chúng ta theo Trọng Thơ để chúng tôi vào vị trí đất nha. Xin mời chúng ta cùng vào vị trí đất với Trọng Thơ nha. Và Trọng Thơ sẽ kết hợp hình ảnh Playcam để cho chúng ta xem vị trí đất này toàn thể như thế nào nha. Đó, bên tay phải chúng ta là công nghiệp, đó, bên tay phải chúng ta là công nghiệp. Và từ sân vận động trung tâm văn hóa thể dục thể thao này, đó, theo cái trục đường chính. Đây, đây là trục đường chính quý vị, trục đường T5 với lộ giới rộng 22m trước mắt chúng ta. Đó, đường này chúng ta vào thẳng vào khu nghiệp nha quý vị, thẳng lên trục đường D1 xây dựng những nhà mẫu nhà phố thương mại và vào khu công nghiệp. Rồi, đường này chúng ta chạy thẳng ra quốc lộ 14 nha quý vị. Đó, đây là đất của dự án BKMX Trơn Thành Bình Phước. Và chạy thẳng hướng này chúng ta ra quốc lộ 14, đường sẽ thông như quý vị. Đang để khúc này để thông đường chạy ra quốc lộ 14 và ra giai đoạn 4 rồi ra tới trường cao đẳng Bình Phước luôn nha. Vị trí đất của chúng ta nằm song hành quốc lộ 14 quý vị ạ. Giáp nhân luôn nha quý vị ơi, song hành quốc lộ 14 giáp nhân. Nằm trên trục đường T16 nha quý vị. Đây. Vị trí bất động sản của chúng ta nằm ngay đây quý vị ạ. Nằm ngay đây nha quý vị. Với vị trí này thì cực đẹp. Đây nha quý vị, ngang 10 x 30, hai lô liền kề quý vị ạ. Hai lô liền kề ngang 10 x 30, sân vận động trường mầm non sát bên như chúng ta đã thấy lúc nãy rồi. Đó, ở ra đây chúng ta rẽ phải theo trục đường T5 là chúng ta ra khu công nghiệp luôn nha quý vị. Nhanh tay gọi Trọng Thơ sở hữu hai vị trí đất này, mỗi lô ngang 5 x 30, giá chỉ 620 triệu nha quý vị. Chủ đã hạ giá rồi, hạ giá rồi, còn 620 triệu thôi. Trước đây 700 triệu nha quý vị, 700 triệu mà giờ còn có 620 triệu. Và những cái thời điểm bất động sản giá mà đang sốt nha quý vị, là thị trường lúc đó đang bán với 1 tỷ mốt nha quý vị, 1 tỷ mốt nền này. Đó, quý hàng quan tâm thì liên hệ cho Trọng Thơ. Và cái giá này chúng ta đã mua được cái giá thấp hơn thị trường 50% nha quý vị. Và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo. Và nhớ alo Trọng Thơ nhanh để sở hữu vị trí đất này nhé.